Thưa quý vị, tiền lương tối thiểu vùng của người lao động chính thức tăng thêm 6% từ ngày 1 tháng 7 tới. Cụ thể là vùng 1 tăng 260.000 đồng từ 4 triệu. Sáng nay, chợ phiên không tiền mặt đã được tổ chức tại khu công nghiệp Linh Trung, thành phố Thủ Đức. Hoạt động này thì đã thu hút nhiều công nhân lao động đến mua sắm. Thời điểm này đang là cao điểm mùa dịch sốt xuất, xuất huyết, nhất là tại các tỉnh phía Nam với số mắc liên tục tăng cao. Gần 3 tháng qua thì đã có hơn 43.600 người mắc, trong đó có 22 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ, hàng chục trạm y tế xã tại khu vực nông thôn ở tỉnh Cà Mau đang xuống cấp trầm trọng, thực trạng kéo dài nhiều năm gây áp lực khó khăn cho đội ngũ nhân viên y tế cơ sở và ảnh hưởng lớn đến công tác khám chữa bệnh cho người dân. Bất kỳ người dân nào trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh đậu mùa khỉ sẽ được cách ly y tế điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới. Đây là một trong những phương án trong kế hoạch ứng phó mà Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đưa ra trong bối cảnh bệnh đậu mùa khỉ đang gia tăng trên toàn cầu. Theo đó, ngành y tế thành phố sẽ tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh đậu mùa khỉ nhằm ngăn chặn nguy cơ bệnh xâm nhập từ các quốc gia khác và sẵn sàng các phương án ứng phó khi xuất hiện ca bệnh. Hiện Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ. Còn trên thế giới thì người dân Mỹ tiếp tục đối mặt với cú sốc tăng giá xăng. Giá trung bình của xăng chất lượng cao tại Mỹ ngày hôm qua lần đầu tiên vượt 5 đô la Mỹ một gallon tương đương với 1,35 đô la Mỹ một lít. Người Anh đã chuyển sang phương tiện xe buýt kể từ tháng 3, trong khi tỷ lệ sử dụng xe đạp đã tăng gấp đôi mức trung bình thông thường. Đây là dấu hiệu cho thấy là người tiêu dùng đang tìm kiếm các lựa chọn thay thế việc lái xe khi mà giá nhiên liệu tăng mạnh tại nước này. Theo liên đoàn vận hành Mặc dù chưa chính thức vào hè nhưng mà vùng miền Nam à, Tây Ban Nha thì đang trải qua một đợt nắng nóng kỷ lục trong vòng ít nhất 20 năm trở lại đây. Theo Văn phòng khí tượng quốc Sáng nay tại tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên chính phủ đã tham gia cuộc đối thoại với hơn 4.500 công nhân lao động theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 63 điểm cầu các tỉnh thành phố trên cả nước. Cũng tại cuộc đối thoại này, thì một nội dung được người lao động đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm là tình trạng nợ bảo hiểm xã hội. Như tại thành phố Hồ Chí Minh, tính đến hết tháng 4 vừa qua thì có 75.000 đơn vị nợ 5.400 tỷ đồng bảo hiểm xã hội, chây ý trì hoãn, né tránh, thậm chí là trốn nộp bảo hiểm xã hội nhiều năm. Số nợ ở lên đến hàng chục tỷ mà vẫn chưa bị xử lý, trong khi nhiều người lao động mất quyền lợi vì sự cố tình từ trụ từ sử dụng lao động để giải quyết tình trạng chây ý chậm đóng nợ bảo hiểm xã hội, thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Lao động Thương binh Xã hội cùng với các bộ ngành liên quan đánh giá và tìm nguyên nhân sớm đưa ra giải pháp xử lý rứt điểm vấn đề này để đảm bảo lợi ích cho người lao động. Trong sáng nay thì hơn 86.000 thí sinh thi vào lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành môn thi cuối cùng. Những niềm vui và cả nỗi lo lắng là điều dễ hiểu. Bởi năm nay thì số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 tại thành phố tăng cao, chưa kể là áp lực của một năm học đặc biệt khi mà vừa học trực tuyến vừa học trực tiếp. Thầy và trò liên tục thay đổi kế hoạch dạy và học cho kịp tiến độ, đảm bảo kiến thức để cho các em tham gia kỳ thi tốt nhất. Niềm vui phấn khởi của phụ huynh và thí sinh không chỉ vì đề thi nhẹ nhàng, vừa sức, đúng thực tế dạy và học tại thành phố mà còn vì đánh dấu một một chặng đường khó quên và đầy nỗ lực để duy trì việc học cho các em Hôm qua hàng chục nghìn người đã xuống đường tuần hành tại thủ đô Washington và nhiều địa điểm khác trên khắp nước Mỹ để phản đối nạn bạo lực súng đạn. Những cuộc tuần hành này được tổ chức sau hàng loạt các vụ xả súng gây chấn động tại Mỹ thời gian gần đây và được khởi xướng bởi tổ chức mang tên Tuần hành vì cuộc sống của chúng ta, một tổ chức được thành lập bởi những người sống sót sau vụ xả súng tại trường trung học ở bang Florida vào năm 2018. Hôm nay tại thành phố Huế đã diễn ra giải điền kinh học sinh phổ thông toàn quốc 2022, sự kiện do Bộ Giáo dục Đào tạo và công ty Nestle Việt Nam tổ chức. Giải điền kinh học sinh phổ thông toàn quốc